Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Trên Cao Phong mình hiện giờ thì đang mưa các bạn ạ. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng ông trời cũng đã mưa cho khu vực Cao Phong của mình. Nhà vườn mình hôm trước còn đi tưới giữ ẩm cho cam đường canh thì hôm nay gặp trời mưa nên là nhà vườn mình sáng để đi ra vườn để xem độ ẩm cũng như là vết khoanh của những cây cam khoanh thô nó đã liền hay chưa, thì có thể độ ẩm và cộng với vết thương mà đã liền thì mình phải tiến hành khoanh xiết nước sớm hơn dự định một chút, không là nó lại đẩy lộc thì nó sẽ đẩy quả mọi người ạ. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ video với các bạn và bà con để bà con và các bạn cùng tham khảo để áp dụng trên thực tế trên mảnh đất của mình cũng như là từng vùng khác nhau. Và sau đây mình sẽ chia sẻ thực tế với bà con và các bạn để bà con và các bạn nhận biết ở hai cái mức độ để bà con có nên tiến hành khoanh xiết nước sớm hơn dự định hay không. Thứ nhất đó là độ ẩm, độ nước là quan trọng nhất, là cái xác định đầu tiên để bà con có nên tiến hành khoanh hay không. Và cái thứ hai đó là cái đẩy lọc, thì như mình đã có video mình chia sẻ với bà con và các bạn ở những video trước rồi. Mình hôm nay mình chỉ đi xem khoanh những cây khoanh thô thôi, còn những cây khoanh mịn mình đã khoanh mấy hôm trước, nên là mình hôm nay mình trời mưa độ ẩm cao thì mình phải đi xem xét những cái vết khoanh đó nó đã liền hay chưa, thì để mình còn tiến hành mình khoanh lần hai cho cây khoanh thô sớm hơn dự định một chút. Thì bây giờ mình sẽ thực tế mình chia sẻ với bà con và các bạn. Cái thứ nhất đó là độ ẩm, về nhận biết độ ẩm thì đây bà con nhé, độ ẩm nhà vườn mình hôm trước nhà mình đã tưới giữ ẩm, hôm qua gặp trời mưa ấn này, bà con nhìn đất nó lún này đó, đây là độ ẩm rất là cao luôn. Đó là cái nhận biết về cái độ ẩm, nó đã lún ẩn, mình ấn tay nó lún đất thì là nó độ ẩm nó tăng cao. Thì bây giờ bà con chỉ cần xem vết khoanh, nếu nó đã liền rồi thì bà con chúng ta phải tiến hành khoanh xiết nước lần hai ngay lập tức, cũng không cần phải là đến 20 đến 25 ngày đó, tùy thuộc 20 đến 25 ngày là áp dụng cho cái thứ nhất là độ ẩm, nó những cây khoanh thô ấy, là độ ẩm nó chỉ có 50%, 40 đến 50% thì bà con 20 đến 25 ngày sau mới tiến hành khoanh. Còn nếu như mà độ ẩm nó tăng cao như này thì bà con phải tiến hành khoanh ngay sau khi vết thương nó đã liền rồi, thì bà con phải khoanh ngay để ngăn nước kịp thời, không nó sẽ lại đẩy lọc. Thứ nhất là sau trời mưa như này, sau lâu ngày nó không được uống nước, ăn nước đẫy, thì sau mưa như này nước đang thừa này thì cây nó sẽ hút rất là nhanh và rất là nhiều, nó tập trung chất mà vết thương nó đã liền thì nó sẽ đẩy hết, tập trung cây nó lại hình thành cái quá trình là tập trung nuôi lọc thì nó sẽ phải đẩy quả đi của mọi người. Thế nên là mọi người phải quan trọng, mọi người phải chịu khó đi tham quan và xem vết thương của mình khoanh nó tiến hành đến đâu rồi thì bà con cân nhắc. Bây giờ mình sẽ vào thực tế mình chia sẻ với bà con cái vết khoanh. Ở đây ví dụ như cây này của nhà mình thì cả cây này có những cái cành nó rất là yếu mọi người nhé, thì mình tiến hành mình khoanh mịn những cái cành ấy thôi, còn những cái cành khỏe thì mình vẫn tiến hành khoanh bóc đây mọi người. Đây là cả một cây nhưng mà cái có một cành này là mình khoanh bóc thôi. Đó, mình giờ mình sẽ dở ra để mình kiểm tra cho mọi người xem. Mọi người nhìn hình nó hơi láp mọi người ạ. Đó, mình sẽ zoom to lại cho mọi người nhìn. Đây mọi người, nó chưa liền hẳn, nó chỉ có một lớp màng rất là mỏng ở bên trong. Đó, nó chưa liền xù hẳn ra. Thì cây này, cành này mình sẽ không khoanh. Đó, mình bóc ra rồi thì thôi mình cứ để nguyên luôn. Sau đó hết trời mưa như này, hết trời mưa khô mình sẽ lại lấy băng dính mình đi cuốn lại những cái cây mình bóc ra như này. Chứ bây giờ mình bóc ra rồi mà mình cuốn lại thì nước ở bên trong nó sẽ lại bị chảy gôm mọi người nhá, nó sẽ hỏng cành này. Nên là mình để nó khô sau đó mình lại cuốn lại. Cành này thì mình sẽ không tiến hành mình khoanh mọi người nhá. Đây những cành này nó chưa liền mọi người ạ. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi cây khác thì mọi người đi cùng theo mình nhá. Cây này là mình khoanh mịn mọi người ạ. Cây này là mọi người mình khoanh mịn. Đó. Đây mình đã khoanh mịn giữ rồi, không sợ bị sốc nước nữa mọi người nhá. Mình vừa mới khoanh cách đây tầm 3-4 ngày. Cao nhà mình đây, đầu lọc cũng quả rất là lớn luôn. Đó.
Đây, mình sẽ mời mọi người tham quan vườn của nhà mình. Đây, mọi người nhìn quả. Đó. Thậm chí có quả rất là to luôn rồi mọi người này. Đó. Trong thân kia mọi người. Đó, trong thân nhà mình này. Đây, trong thân đây ạ. Các bạn nhìn trong thân nhà mình. Đấy. Nó cũng không được sai bẹn, tại vì nó chia quả rồi. Như này, bây giờ nó bé thì mọi người nhìn vậy. Nhưng đến lúc nó to lên rồi mọi người sẽ nhìn thấy nó sai bẹn lại. Quả nó đã chia mọi người nhé, quả nhà mình nó đã chia. Đó, quả nhà mình nó đã chia. Và bây giờ nếu như mọi người có phun thuốc thì mọi người lên phun thuốc trừ nhện và trừ lấm để mọi người phun để phòng bị bệnh váng xi măng mọi người nhé. Trừ nhện đi thì nó sẽ không bị dám quả và bệnh váng xi măng. Cây này là cây khoanh mịn nên là mình không kiểm tra. Và đây là cũng là một cây khoanh mịn của nhà mình. Đó. Năm nào nhà mình cũng để nó sai, đâm ra là mình cũng không dám khoanh đau hẳn. Đó, những cây này là khoanh mịn đây mọi người, quả rất là lớn luôn, cũng sai. Cây này khoanh mịn, mình sẽ đi tìm những cây khoanh thô. Đây mọi người, cây này là cây mình đã khoanh thô, mình kiểm tra. Đây, trên đầu lộc rất là quả, cũng đang lớn, chia quả mọi người nhé. Quả cũng lớn rồi mọi người ạ. Đây là cây khoanh thô, mình vào mình kiểm tra xem có lên tiến hành khoanh hay không. Các bạn nhìn cây này nó đã xù, nhưng mà nó cũng chưa xù liền hẳn mọi người ạ. Đó, nó đã xù, nó đã có. Đây là các bạn nhìn, nó đã có những cái vết nó xù liền ra. Đấy, nó xùn rồi liền lại với nhau rồi. Đó, có những vết. Cây này khả năng là mình sẽ phải tiến hành mình khoanh mọi người nhé. Nó đã sùn ra mọi người nhìn này. Đó mọi người nhìn. Đấy, nó đã xù lồi ra. Mình đã rút. Đó, mình mọi người nhìn nó lồi hẳn ra rồi. Cây này mình phải tiến hành mình khoanh. Đấy, đó là những cây này mình phải tiến hành mình khoanh ngay. Độ ẩm rất là cao luôn. Mà không khoanh thì nó sẽ rụng chút một loạt luôn bây giờ. Đó, nên là mình sẽ phải tiến hành mình khoanh mọi người nhé. Còn quả trên cây thì đây mọi người nhìn, quả cũng rất là lớn. Đó, nhưng mà nếu như mình không khoanh kịp thời nó sẽ rụng ngay. Kể cả quả to như này nó thừa nước thì nó cũng sẽ tạo ra sự phân tầng và nó sẽ đẩy chất, nó tập trung cây, nó hình thành cái tập trung quá trình nuôi lọc thì nó sẽ phải đẩy quả, nó sẽ đẩy hết nên là rất là nguy hiểm. Này mình sẽ chiều mình sẽ tiến hành mình khoanh ngay mọi người nhé. Đó, quả đã đang rất là lớn này, rất là đẹp. Đấy, cây này nhà mình lại khoanh mịn, cây này nhà mình khoanh mịn nên là mình bỏ qua cây này. Đấy, cho mọi người xem quả. Đấy, mọi người nhìn quả nhà mình rất là lớn luôn. Đấy, rất lớn ạ. Và nó chia quả rồi mọi người nhé. Những quả nhỏ nó sẽ rụng, quả to nó ở lại, nó đậu. Đấy, mọi người nhìn. Và mình lại đi tìm những cây để mình khoanh thô mọi người nhé. Rất là lớn luôn này mọi người ơi. Mình sẽ đi tìm những cây mình khoanh thô để mình kiểm tra. Đây vòi nước của mình tưới đây. Mình vẫn còn đang tưới, nhưng gặp mưa rồi nên là mình không tưới nữa mọi người. Đó, mọi người nhìn rất là khổ luôn. Cao phong mình làm video mình chia sẻ nó không mưa nên là thật sự là khổ mọi người. Mình khổ lắm, tưới suốt để giữ ẩm, chỉ sợ nó bị sốc nước nên là mình cứ tuần mình phải tưới một lần, thậm chí 3-4 ngày mình phải tưới rồi mọi người. Cây này mình cũng là khoanh mịn mọi người ạ. Đó. Cây này mình cũng khoanh mịn. Mình sẽ đi tìm những cây khoanh thô để mình kiểm tra. Quả cũng lớn kìa mọi người, quả to. Đó. Quả rất là to luôn mọi người. Quả đầu lọc của mình này. Đó, mọi người không biết quả của nhà đầu lộc của mọi người nó to như này chưa. Của nhà mình nó đã to vậy rồi.
và to quả nhỏ rất là nhiều luôn mọi người. Đấy. Mình đi tìm cây khoanh thô. Cây này là cây khoanh mịn, cây yếu mọi người. Đó. Cây khoanh cây yếu thì mình khoanh mịn thì quả nó không được lớn cho lắm, nó không được đẹp như những cây khoanh thô mọi người. Cây này mình cũng là cây khoanh mịn mọi người. Đó. Cây này cũng là cây khoanh mịn. Mình sẽ đi tìm những cây khoanh thô để mình kiểm tra xem. Nên là làm canh cam canh thật sự là cũng rất là mệt luôn mọi người ạ. Mình phải xử lý, mình phải thường xuyên xem thời tiết, rồi thường xuyên giữ ẩm, rồi thường xuyên tăng cường các biện pháp phun thuốc rồi đủ. Cái kiểu cũng mệt lắm mọi người ạ. Nên là muốn giữ được quả cam canh cũng khó, cũng mệt. Ở đây mình chia sẻ với bà con và các bạn để bà con và các bạn biết, để bà con áp dụng thực tế ở trên mảnh vườn của nhà mình. Dòng cam ra nhưng mà mọi người không biết cách để xử lý. Dòng cây rất là to, nhiều video các bạn chia sẻ rất là to, khỏe nhưng mà quả không có, không đậu, cũng nó rất là khổ. Đầu tư rất là nhiều, tuy rẻ nhưng mà mình vẫn còn cây, còn quả, còn sản lượng thì mình vẫn được thu mọi người nhá. Nên là mình thực sự thì mình chia sẻ bằng thật những cái biện pháp nhà mình xử lý và mình làm, mình chia sẻ với bà con. Đó, cây này là cây khoanh thô bà con ạ. Quả rất là lớn luôn bà con này. Những cây khoanh thô quả lớn hơn và rất là đẹp. Đó, đây. Bà con nhìn đó. Đây, trong thân nhà mình đây. Đấy. Đây bà con nhìn trong thân nhà mình này. Quả nó không sai bẹn vào nhưng nó chia đều, rất là đều quả luôn mọi người nhé. Nó chia rất là đều luôn. Mình vào mình xem gốc xem là nó đã liền hay chưa. Đây. Để mình tiến hành mình khoanh. Cây này đã liền mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Nó sùn này. Đấy. Nó sùn hết ra như này là nó liền rồi mọi người nhé. Mọi người phải tiến hành khoanh ngay. Độ ẩm rất là cao, mọi người phải tiến hành khoanh. Đây mọi người nhìn, nó đã sùn đó. Thì mọi người phải tiến hành khoanh rồi. Nhà vườn mình phải tiến hành khoanh những cây này đây. Đó. Thì, đến đây mình trên đây là tất cả những gì mình chia sẻ với bà con và các bạn về cái nhận biết để bà con có thể tiến hành áp dụng thực tế ở trên mảnh vườn của mình. Trước khi kết thúc video thì mình cũng xin có lời được cảm ơn tất cả bà con và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Và mình cũng xin được chia sẻ với bà con thực tế những cái gì nhà vườn mình làm. Bà con, những ai đang xem kênh và xem video mà chưa đăng ký thì hãy xin cho mình một like cũng như là ấn đăng ký nút đỏ phía dưới để ủng hộ tinh thần cho kênh Hoa Quả Sạch phát triển mạnh hơn nữa. Xin cảm ơn bà con và hẹn gặp bà con trong những video sau. Xin chào thân ái bà con nhé.